Người ta đâu biết em như thế nào mà vội trao những yêu thương ngọt ngào, và em tin những câu yêu gượng gạo vừa gặp nhau đã thương em vội trao. Xin em đừng nói với anh ta rằng em đã từng Xin chào anh em nhé. Hôm nay em về được vài con vang Shiso 1080M, Shiso 1080M vãi. Nhưng mà cái bản này là công ty khác nó đặt tên, nó sẽ đặt tên là như này. Nhưng mà ruột gan và tất cả nó vẫn là Shiso 1080M nhé. Đấy, HTP 1080M V7. Hình thức thì có 3 con đẹp long lanh, giá là 3.500.000. Còn trong cái lúc vận chuyển về thì có 2 con. Đây, 2 con như em đang quay đây. Mỗi con là nó bị xước một tí nhôm, xước một tí như trong video này. Em quay rất rõ, rất chi tiết cho anh xem. Đấy, một con là xước, mỗi con xước một tí. Hai con bị xước này em sẽ thanh lý. Mỗi con là giá là 3.200.000, bao ship toàn quốc. Và cái bọn vang Shiso 1080 màu trắng này ghép với những cái con đẩy màu trắng như này rất là hợp. Hôm nay em cũng có vài con đẩy 1U 800W một kênh này thanh lý. Đấy, như anh em thấy đây, mặt mũi thì đẹp long lanh nhé, mặt mũi đẹp long lanh, ruột gan đẹp long lanh. Nhưng mà con này nó cái nắp chè nó, đấy, cái nắp chè nó bị han gì, nó rộp lên này. Thì em không có thời gian để em đi làm vệ sinh lại sạch sẽ, sơn lại những cái này. Em thanh lý luôn. Em thanh lý luôn cái con để 1U Class D này, 800W một kênh này. Giá là 3.600.000 nhé. Đấy, làm gì có cái chỗ nào mà có cái giá nó đẹp như này. 3.600.000. Ruột gan thì như mới rồi. Đấy, ruột gan thì sạch tinh như mới nhé. Và đây là hàng bãi xịn nhá, 2013. Cái bọn đẩy 1U này thì bây giờ em thấy trên thị trường nó làm mới, làm nhái rất là nhiều. Hàng mới tinh, giá chỉ có tầm cũng trên 4 triệu thôi. Nhưng mà những cái hàng mới thì anh em biết rồi đấy, nó làm nó nhái lại linh kiện rất là nhiều. Hôm nay nó bớt được con này, ngày mai nó bớt được con kia. Mục đích là Việt Nam chỉ bớt linh kiện để giảm giá thành đi mà. Đấy, nhưng mà hàng mới anh em nào mà dùng một lần rồi thì coi như là chắc là phải sợ đến già luôn. Vì vậy nên mà bọn em ít khi bọn em bán hàng mới. Tại vì cái bán hàng mới thì bán một sản phẩm cái thì bọn em lại mất đi một khách. Đấy, như anh em nào mà hay theo dõi những cái con để nguồn sung, một u nguồn, cái hàng mới đấy. Những cái con này, những cái con MOFET rồi đó toàn dùng loại rẻ tiền thôi. Và cái hàng mới keo nó vẫn nhoe nhoét là nó làm rất là ẩu thả. Chứ nó không nhìn, nó không có khôn như cái hàng bãi này. Đấy, dùng bao nhiêu năm rồi nhưng mà nhìn nó vẫn mới tinh này. Công suất đạt chuẩn 800W một kênh. Đánh căng được 2 đôi full bus 30 hoặc là 1 đôi 40 từ 2-100. Đánh rất đẹp luôn. Và cái dòng này mạch cực kỳ lành. Đấy, con này tất cả đẹp, chỉ có mỗi cái vỏ nắp thôi. Chỉ mỗi cái vỏ nắp này nó xấu này thôi. Anh em nào về mà có thời gian chịu khó thì chắc là đánh tầm một lúc là nó sạch luôn. Đấy, em thanh lý luôn, giá 3.600.000 bao ship. Bao ship chưa dây rắc nhé. Máy móc thì em bao đẹp bao zin. Máy móc và mặt mũi thì bao đẹp bao zin. Đấy. Tại sao những cái con Shiso, con Shiso T3 chẳng hạn, hàng bãi em và các anh em khác về bao nhiêu hết bấy nhiêu. Mặc dù là hàng bãi, bọn em vẫn bán từ 2.600.000 đến 2.800.000 một con, mà anh em vẫn mua nhiều như vậy. Mà bên nhiều bên em thấy bán cái con Shiso T3 hàng mới, hàng Việt Nam nó đặt hàng ấy, cái hàng mặt mạch vỉ xanh ấy, chỉ có giá mới thì có 3 triệu bao ship đủ dây rác, còn bảo hành 1 năm. Vậy mà tại sao các bác vẫn không mua? Thì đấy, các bác cũng phải biết thêm về hàng mới và hàng bãi, thì nó chênh nhau chất lượng nhiều như nào. Hàng mới thì không bao giờ nó tăng giá, hàng mới chỉ có càng ngày nó càng rẻ đi thôi. Tại vì cái hôm nay nó nghĩ ra bớt được con này, ngày mai nó nghĩ được giảm chất lượng con kia đi. Vì thế là những anh em nào mà những là người chơi thông thái thì chắc chắn là sẽ tìm đến những cái con hàng bãi xịn mà mua thôi.
Đấy, con mạch của bọn CISO này thì nó rất là đơn giản thôi. Cái con này thì nó chạy con 1080 thì chạy cái chip analog 21489. Anh em nào mà đây, em có kiếm được một bộ mic Beyer vỉ tím. Beyer vỉ tím cũng màu trắng. Đấy, ưu tiên cái bộ này em ưu tiên bán cho những anh em nào mà mua con vàng này. Đấy, vàng trắng ghép cái mic trắng nhìn nó khá là đẹp. Toàn mặt phay nhôm thôi. Đấy, chỉ có một cái bộ này thôi nhá. Thế là vỉ tím tự ngắt đấy, ưu tiên bán cho anh em nào mua con vàng này. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Em xin cảm ơn.